Alo. Dạ. Viết bài chứ Việt. Em biết mà, em gửi anh rồi mà. Đây rồi. Rồi, để chờ anh cóp ra đây. Nông trại cái gì đây, anh có thiếu gì không ta, sao câu nó cụt cụt này, à đây thiếu câu thật. Rồi, chúng tôi thường đến thăm nông trại vào cuối tuần. A à, hỏi tôi cái đã nào, quên mất, biết chắc nhá. Con gà lên về đây. Dạ. Con gà nào? Chicken. Dê. Gold. Súc. Cattle. Chuồng. Barn. Barn. Bò trên cánh đồng. In the field. Vụ mùa. Crop Nông dân. farmer Thức ăn. food Cỏ. grass Cho ăn. feed Trồng trọt. grow crop Đến thăm. visit Gặt hái thu hoạch. harvest Mến là lớn lên. grow Tưới nước. water Cung cấp. provide Giữ. keep Chăn nuôi. raise cattle Trông nom, chăm sóc. Take care of somebody something. Luống rau và luống hoa, luống bed trong trang trại. On the farm. Con bò. Cow. Con trâu. Buffalo. Ok. Rồi, chúng tôi thường đến thăm trang trại vào cuối tuần là we often visit the farm on weekends. Nông trại. Nông trại có nhiều chuồng để nuôi các vật, một cánh đồng. Rồi sao câu dài thế này Việt? Nông trại có nhiều chuồng là the farm has many barn to raise cattle, và một cánh đồng để trồng cây ăn quả. Ok, đúng được, nó hợp lý. And a large field to grow fruit trees, các luống rau xanh và các con bò được gặm cỏ trên cánh đồng. Cái gì thế này? Sao lại cái đi mới lúng dầu đây làm gì nè, cho nó đủ ý à, anh cho nó đủ từ à, vâng. Nó có liên quan đến nhau đâu nè. Ví dụ nha, nuôi nông trại chuồng nuôi động vật, nuôi con vật, người ta nuôi con vật, nuôi gia súc, người ta nuôi rồi kết thù luôn đi. Ở trong bài này có rơi kết thù chưa? Có sử rồi. Dụng trong rơi kết thù có hả? Có rồi hả? Vâng. Đấy, thế thì ok, thế thì cứ để động vật thì tí anh xem xét lại.
Rồi bây giờ bón gặm cỏ trên cánh đồng thì hai cái này ghép vào với nhau được rồi, còn gì thêm cái luống rau đây làm gì? Vâng. Bò gặm cỏ trên cánh đồng rồi dơ đi số nhiều đây là đúng rồi. Sao lại còn đang đang ở đấy? Nó đang gặm cỏ đang ở đấy. Đây cũng được rồi, ít cỏ ăn ít cỏ là grass, tại vì phải dùng động từ khác làm gì trên cánh đồng này. Câu này dài quá nhỉ, tách nó vào được trùng chủ ngữ. Buổi sáng chúng tôi cùng nhau trồng cây và tưới cây. Ôi, sao vậy? Tươi này. Now we go trees and water them together in the morning. Ok. Sau đó tôi và con trai cho gà ăn. After that, I and my son feed the chickens. Ok, ở đây có cả chicken, nó giống đây animal, ok. Vợ tôi chuẩn bị bữa trưa với bánh mì, trứng và hoa quả. Sao cái câu này? Rồi, không được. I prepare lunch with bread, eggs and fruit. Gia đình tôi ăn trưa cùng ngắm nhìn trang trại. Now my family have lunch and look for tìm kiếm at the farm. Buổi chiều vợ tôi và con trai cái gì mà sao không có hợp lý, có quả này đâu ra đấy? Dạ. Quả này đâu ra đấy? Có ở cái phần bên trên anh, cái đoạn mà cánh đồng trồng cây hoa quả ấy. Thế còn cái hoạt động này là hoạt động gì đây? Hoạt động đâu rồi? Đây này, đâu nhỉ? Đây. Thế là có trồng cây, trồng cây cũ và đây là trồng cây mới và còn cây cũ. Chắc thế ạ. Nó không bố cục, nó không chặt lắm, cũng được thôi nhưng mà thôi. Anh cứ cảm giác cái bài này nó bố cục không chặt, nhưng mà cảm giác nó gì không cái logic lắm. Buổi chiều vợ và con trai tôi thu hoạch hoa quả, cây ăn quả my harvest the fruit trees. Chắc là mấy cái cây bên trên đúng không? Vâng. The fruit trees. Tôi giúp mọi người đưa bò về chuồng. Mọi người nè. Cái nhà này, trang trại này là thuê người làm à? Dạ. Đi thăm trang trại thôi. Trang trại của người khác thôi. À. Rồi, thăm trang trại. Bố cục nó lỏng lẻ quá nhỉ, đâu cũng như chi tiết nó không khớp. Rồi tôi giúp mọi người, I help mọi người đâu mà đây động từ thứ hai không xử lý à? Everyone yeah. bring the cows back to the barn. Okay. Mang này là cầm tay mang đi, còn cái này là dẫn trò dẫn bò về chuồng. Thôi buộc dùng từ dẫn rồi, dẫn dắt đưa take đi thao bách mang là những cái gì em cầm trên tay em mang đi đấy, thì em mang rồi em dùng bring mà. Vợ còn bò trâu bò to thế mang tay của gì đó. Trai tôi rất vui khi chăm sóc các loài cây ăn quả và giáo súc. My son is very happy when he takes care of the. Cái này vẫn có dơ vào. Mà mấy cái con hoa cây ăn quả và giáo súc này bên trên này đúng không? Vâng. Là bài này viết được nhưng mà nó lỏng lẻo quá, ý nó không dính chặt với nhau. Dễ tìm được ra cái điểm nó không hợp lý, không logic.
Rồi để anh cho. Ờ, anh ơi, anh hộ em một bài của em nữa. Rồi anh biết rồi, anh biết rồi. Để anh copy bài Việt cho nó gọn. Mấy hôm nay viết đã gì nhỉ? Em chắc đỡ lan man hơn. Cứ sai thoải mái, xong rồi hôm sau các bạn khắc phục lại cho nó càng ngày nó càng gọn, sai ai thì sai không tránh được. Có vẻ như là mến đưa thành câu chuyện đấy, đọc qua để các bạn. Trang trại Hải Dương là my parents have a farm ở Hải Dương, ở ất mình ở Hà Nội dùng In ất ạ. à? In Dương. Bố mẹ tôi sống ở đó nên cuối tuần gia đình tôi về thăm bố mẹ, hợp lý để thăm anh trai luôn. My parents live there. Anh nghĩ là chứ cũng không à, từ này em chưa có từ nối này. sâu ạ. Trong bài em có trong trang trại chưa mến? Bài này em cũng trong trang trại chưa? À đây có Có. rồi. My family visits my parents on weekends. Bố mẹ tôi trồng cây ăn quả xung quanh ao cá là my parents grow food tree around. Rồi bây giờ bàn cái ao này có nhiều ao hay là một ao Một ao ạ. này? Thế thì em sẽ phải xử lý. The fish pond có một thôi. Rồi. The fish pond. Ở trang trại có gà, dê và ngựa. Úi dồi. Có ngựa cả. Ngựa. Sao không dùng, sao lại dùng con ngựa không châu bò? Châu bò. Tại vì ở bên dưới là đi ra đồng thả diều ấy thì nhìn thấy chỗ bò đã gặp cỏ đó, dùng con ngựa đen. Ok. Ai là có mô tả cái đấy nữa cả. Rồi, Vâng. and goats and horses on the farm. Tôi cùng mẹ cắt cỏ cho ngựa và dê và ăn vào buổi sáng. I and my mother cut grass to feed goats and horses in the morning. Okay. Hợp lý. Chồng tôi và con gái cho gà ăn thóc. Rồi, bây giờ nhé, cái từ này là em dùng về mặt nguyên tắc thì là vì tên được sau đến dấu cũng là đúng. Nhưng mà cái trường hợp này, từ fit này nó sẽ gì nhỉ? Hơi đặc biệt một chút. Đây, anh tra cho em cái này. Bây giờ em đang cần là cái cụm cho ai ăn cái gì đúng không? Vâng. Mới chỉ có cho ăn thôi này, ví dụ cho gà ăn thì ok, nhưng mà thêm cái gì nữa thì bây giờ làm nào? Đây này. Nó sẽ có là feed somebody with something hoặc là on something. Và mình dùng with đi. Thì With. sẽ hợp lý hơn là bằng thì sẽ dùng là with. Thực ra là cái từ này có thể suy ra được khi là mẹ em nói bằng ấy, mà dùng công cụ ấy. Công cụ hoặc phương tiện thì phương tiện để làm việc ấy. Công cụ để làm việc hoặc phương tiện để làm việc chứ không phải là phương tiện để đi lại nhé, thì dùng từ with đúng. Còn by thì nó thường chỉ cho bằng, chỉ tác nhân thôi, là người làm ấy, thì lúc đấy nó sẽ dùng by. Bố tôi tưới nước cho cây, cho hoa và cây ăn quả là my father waters flowers. Rồi ở trên này em dùng the chicken. Cái này anh nghĩ cũng trùng the đi. Cho là tưới nước tất cả hoa và mẹ này bụi tưới bụi không. Thế là trùng the cho nó hợp lý. Buổi chiều chúng tôi thả diều ngoài đồng là we. Cái này được nha. Nhưng mà ở đây nó có vấn đề em thấy ở cái hộ multiply hai động từ. Thực ra là cái này, Nhiều em sang mức 3 bọn em sẽ thấy nó rất nhiều các cái dạng đi làm gì. Ví dụ là đi lấy này, đi đưa này, đi mang, ví dụ đi thả này đó, các cái dạng này nó không có trong tiếng Anh, nhưng mà bây giờ người Anh người ta bắt đầu người ta nói theo cái kiểu giống, rất giống kiểu tiếng Việt, nên là người ta cũng dùng cái dạng hai động từ đứng cạnh nhau này. Nhưng mà cái này sang mức 3, khi nào em xem video thực tế em thấy. Còn bây giờ em cứ chỉ cần thả cánh diều, à, thả diều trên cánh đồng thôi chứ không cần đi đâu.
Cứ dùng một câu. Thế là dùng từ fly đúng không? Vâng. Fly kite thôi. Bây giờ là thả một cái diều đúng không? Vâng. In the field in the afternoon. Các bác nông dân thu hoạch lúa. Các bác nông dân đang thu hoạch. Thế này thì ok, farmers. Cái đoạn này anh nghĩ là cho đang vào được này. Đây là thu hoạch vào lúc em đang thả diều đúng không? Đúng rồi. Lúc nãy em cũng định viết đang rồi nhưng mà xong em lại bỏ hết đi. Đang cho đây vào. Thêm một câu đang vào. Con gái tôi trông thấy mấy con trâu và bò đang ăn cỏ. Và nó xì butterflies. Rồi ở đây này. Đang ăn cỏ. Đúng rồi. Đầu tiên là đang này em sẽ phải dùng tiếp diễn. Và dấu phẩy. Em lên mệnh đề tiếng ngữ thì làm sao nó có dấu phẩy? Nó có dấu phẩy nhưng trường hợp đấy chưa cần dùng đến mệnh đề tiếng ngữ. Về mặt nguyên lý nó là một cái mệnh đề đứng sau danh từ đúng không? Mệnh đề thì em gì có dấu phẩy tách ra làm gì? Đó, đây là cái which. Đầu tiên là về đúng nhá. Là em phải có which are eating. We are eating. Đúng chưa? Ok, see butterfly and eating grass. Thì khi mệnh đề có mệnh đề tính ngữ thế này em có thể dùng bỏ đại từ quan hệ cộng be đi cho nó gọn. Đó, trong các trường hợp mà có mệnh đề tính ngữ có đại từ quan hệ cộng với chữ be này em, thì phần lớn các trường hợp sẽ đều được bỏ. Nên em dùng này bỏ. Giống hệt tiếng Việt, không thấy đang có. Con bé rất thích cuộc sống ở đây là my daughter. Đây anh sẽ cho thêm cái từ rất là really like. Và cái cuộc sống thì đã được xác định ở đây rồi. Thế nên là cho thêm the life here đi. Đó, cuộc sống nào? Cuộc sống ở đây nên là biết rồi, the life here. Ok. Bài này miễn viết rất ổn. Nó đưa thành một bố cục rõ ràng. Và bài này anh sẽ lấy bài của Mến đi. Nói cho nó dễ nói. Bài của Việt bố cục nó không rõ ràng, nó sẽ khó nhớ. Việt sau viết cái bài em viết xong em đọc lại bố cục cho nó thành cái hệ thống logic tí Việt nhé. Viết dạ, vâng. không bị sai ngữ pháp nhiều nhưng mà cái chính là sau khi mình viết được một đoạn văn, nó phải đoạn văn ý nghĩa của nó phải rõ ràng để đọc người ta còn thấy cảm giác hay. Nên đọc lại, ghép sắp xếp lại các trật tự ý cho nó gọn gàng. Thừa kiếm điểm 5 văn khó lắm. Đấy, nhưng Mến hôm trước anh có ý xong rồi viết lại như này là ok. Viết những bài ý nghĩa nó gọn gàng. Bọn em cứ sai rồi bọn em sửa. Hết lỗi nào, còn háo. Này nó hơi dài, em phải nối phải. My parents have a farm in Haiduang. My parents live there. My parents have a farm in Haiduang. My parents live there, so my family visit my parents on weekends. My parents. Thứ nhất là cái chữ này em nghe thấy my parents nó là đại từ, em phải thay thế danh từ lặp lại, cố gắng hạn chế dùng. They live there so we often visit them on weekend. Đó thì nó sẽ tránh những cái parent hơn, tiếng Việt cũng thế thôi. My parents grow fruit trees around the fish pond.
There are chickens, goats, and horses on the farm. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. My husband and my daughter feed the chickens with rice. My father waters the flowers and fruit trees. We fly a kite in the field in the afternoon. Farmers are harvesting rice. Cái này là có dơ này, có mệnh đề tiếng ngữ thì danh từ đằng trước phải có dơ. Nó xác định bằng câu. My daughter sees buffaloes and cows eating grass. My daughter really likes the life here. My parents have a farm in Haiduang. They live there, so my family visit them on weekends. My parents grow fruit trees around the fish pond. There are chickens, goats, and horses on the farm. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. My husband and my daughter feed the chickens with rice. My father waters the flowers and fruit trees. We fly a kite in the field in the afternoon. Farmers are harvesting rice. My daughter sees the buffaloes and cows eating grass. My daughter really likes the life here. My parents have a farm in Haiduang. They live there, so my family visit them on weekends. My parents grow fruit trees around the fish pond. There are chickens, goats, and horses on the farm. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. My husband and my daughter feed the chickens with rice. My father waters the flowers and fruit trees. We fly a kite in the field in the afternoon. Farmers are harvesting rice. My daughter sees the buffaloes and cows eating grass. My daughter really likes the life here. My parents have a farm in Haiduang. They live there, so my family visit them on weekends. My parents grow fruit trees around the fish pond.
There are chickens, goats, and horses on the farm. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. My husband and my daughter feed the chickens with rice. My father waters the flowers and fruit trees. We fly a kite in the field in the afternoon. Farmers are harvesting rice. My daughter sees the buffaloes and cows eating grass. My daughter really likes the life here. Okay. Rồi, Mến đặt cho anh câu đầu này. Bố mẹ bạn có cái gì? Có cái gì? Có trang trại ở đâu rồi anh Hơn? À, có trang trại ở đâu rồi? Where do your parents have a farm? À, Việt. Khó thế à? Gia đình bạn thường đi đâu vào cuối tuần? Vì vậy thì hỏi tại sao nó sẽ hợp lý hơn. Tại sao? Sao gia đình bạn câu này Việt hỏi đi đâu cũng được. Được. Okay. Hỏi đi. Where your family visits? Chả đồng từ đâu, không bỏ được. Where do your my family your family visit on weekend? Visit ai chứ? Em hỏi là bố mẹ bạn, gia đình bạn được đến thăm ai hay là thăm bố mẹ bạn ở đâu? Đi đâu? Thăm bố mẹ bạn ở đâu? Gia đình bạn đến thăm bố mẹ bạn ở đâu? Gia đình câu bạn đi đâu cuối tuần? Câu đầu tiên em hỏi là gì? Gia đình bạn thường đi đâu? Gia đình bạn đi đâu vào cuối tuần? Đi đâu, động từ em đi đâu chứ không phải động từ đến thăm. Vâng. Go. Gì nữa? On weekend. Chuẩn bị câu 4 đi để Mến chuẩn bị câu 3. Bố bạn trồng cái gì ở quanh ao cá? What do your parents grow around the fish pond? Pond. Đọc lại cho anh từ ban. Trong trang trại con gì được nuôi trong trang trại? Con gì được nuôi trong trang trại? Câu đấy câu hỏi khó đấy, em hỏi được không? Câu đấy là vừa câu hỏi vừa bị động, em hỏi được không? Câu đấy nó giống câu trả lời phải tự tạo câu hỏi rồi. Cũng được, nhưng mà em có tạo được không? Chắc là không anh ạ. Trong trang trại có gì đúng không anh? Thế thôi, đúng rồi, câu hỏi cơ bản thế thôi.
phức tạp, vâng. Đừng nghĩ đến bộ, cơ bản nắm chắc đã. Nó bao lần rồi, có bi sao lại cứ hùng đu với đá. À quên, quên. À, trong trang trại có gì? Có cái gì? Đó. Trong này em đang dùng a, câu trả lời thì thôi dùng nhiều đi, có những cái gì đi. Vâng. What are the farm? Đang hỏi về cái này, thay cái này bằng what. What are they on the farm? Mến tiếp, chuẩn bị câu 6 luôn, chuẩn bị kỹ vào, làm luôn, cho nó nhanh. Tiếng Việt chưa Mến? Bạn và mẹ bạn làm gì vào buổi sáng? What do you and your mother do in the morning? Việt nào? Chồng bạn và con gái bạn cho gà ăn cái gì? What do your husband and your daughter feed the chicken with? Bố bạn làm gì? Bố bạn làm gì? Hoặc là ai tưới cây, ai tưới hoa và cây. Được. Who water the flower and fruit tree? Việt. Các bạn thả diều ở đâu? Ở đâu cũng hay lắm đâu. Dạ. Các bạn làm gì vào buổi chiều thì hay hơn. Các bạn làm gì buổi chiều? Gia đình bạn làm gì buổi chiều? Gia đình bạn làm gì buổi chiều? What do your family in the afternoon? Làm. Do in the afternoon. Mệt. Các bác lâu dân đang làm gì vậy? Ok. What are farmer doing? Yep. Con gái bạn nhìn thấy gì? Okay. What do your my daughter see? Sao em cứ my your? Your what do your daughter see? Con gái là số ít. Da. Da. What da? Your daughter see. Mến. Con gái bạn thích. Rất thích, really like. Có không cũng được, con hỏi về cái gì cũng được. Con gái bạn thích cái gì ạ? Thích cái gì? Thích cái gì ở đây ạ? What does your daughter like here? Đúng rồi. Đó, anh hỏi này Mến trước này. What do your parents, where do your parents have a farm? My parents have a farm in Hangzhou. Where do your parents have a farm? My parents have a farm in Hangzhou. Where do your family go on weekends?
They live there, so my family visits them on weekends. Why do your family go on weekends? They live there, so my family visits them on weekends. Why do your family have a farm? Why? Why? Why do your My parents, why do your parents have a farm? parents have a farm in Hải Dương. Why do your parents have a farm? My parents have a farm in Hải Dương. Why do your family go on weekends? They live there, so my family visits them on weekends. Why do your family go on weekends? They live there, so my family visits them on weekends. Rồi, Việt hai câu tiếp theo. What do your parents grow? Grow sao lại grow? Around the fish pond. My parents grow fruit trees around the fish pond. Around the fish pond. What do your parents grow around the fish pond? My parents grow fruit trees around the fish pond. What are they on the farm? There are chickens, goats and hire on the farm. Horses, Horse, horse là con horse, số nhiều là horses. horses, Horses there số nhiều. Horse horses, kết thúc bằng s sẵn rồi, thế nên mình thêm es và đọc là horses. horses, there chickens, goats and horses on the farm. Okay. What are they on the farm? There are chickens, goats, and horses on the farm. Okay. What do your parents grow around the fish pond? My parents grow fruit trees around the fish pond. What do your parents grow around the fish pond? My parents grow fruit trees around the fish pond. What are they on the farm? There are chickens, goats, and horses on the farm. What are they on the farm? There are chickens, goats, and horses on the farm. Nên bốn câu nào. What do your parents have? What do your where do your parents have a farm? My family have a farm in Hải Family and Dương. parents. My parents have a farm in Hải Dương. Why do your family go on weekends? They live there, so my family visits them on weekends. What do your parents grow around the fish pond? My parents grow cheap fruits around fish No, pond. chỉ fruit là cái gì đấy? My parents grow fruit tree around the fish pond. What are they on the farm? There are chickens, goats, and horses on the farm. Rồi, tiếp, Việt. Năm sáu, what do you and your mother do in the morning? I and my mother cut grass to feed the
grows and host it in the morning. What do you and your mother do in the morning? I and my mother cut grass to feed the goats and host it in the morning. Con chưa trôi nó một lần nữa đi. What do you and your mother do in the morning? I and my mother cut grass to feed the goat and host it in the morning. What do your husband and your daughter feed the chicken with? My husband and my daughter feed the chicken with rice. What do you and your husband feed the chicken with? My husband and my daughter feed the chicken with rice. What do you and your mother do in the morning? I and my mother cut grass to feed the goats and horses. Horses in the morning. Horses. Horses. Horses in the morning. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. What do your husband and the daughter? What do your husband and the daughter feed the chicken with? My husband and my daughter feed the chicken with rice. What do your husband and your daughter feed the chicken with? My husband and my daughter feed the chicken with rice. Okay, Min. Who waters the flowers and fruit trees? My father waters the flower and fruit tree. Who waters the flower and fruit trees? My father waters the flower and fruit tree. What do your family do in the afternoon? We fly a kite in the field in the afternoon. What do your family do in the afternoon? We fly a kite in the field in the afternoon. Okay. Who waters the flower and fruit trees? My father waters flower and fruit tree. Who waters the flower and fruit trees? My father waters flower and fruit tree. What do your family do in the afternoon? We fly a kite in the field in the afternoon. What do your family do in the afternoon? We fly a kite in the field in the afternoon. Việt 4 câu này. What do you and your mother do in the morning? I and my mother cut grass to the feed to feed the goats and horses in the morning. Horses in the morning. What do you and your mother do? I and my mother cut grass, feed the grass and horses. Horses in the morning. What do your husband and your daughter feed the chicken with? My husband and my daughter feed the chicken with rice. So
chicken with us. Who waters the flower and fruit trees? My father waters the flower and fruit trees. What will your family do in the afternoon? We fly a kite in the afternoon. Okay. Mấy ba câu cuối này. What are the farmers doing? A farmer harvesting rye. What are farmers doing? Farmer are harvesting rye. What does your daughter see? My daughter sees the buffalo and cow eating grass. What does your daughter see? My daughter sees the buffalo and cow eating grass. What does your daughter like here? My daughter really likes the life here. What does your daughter like here? My daughter really likes the life here. Mm. What are farmers doing? A farmer are harvesting rye. What are farmers doing? A farmer are harvesting rye. What does your daughter see? My daughter sees the buffalo and cow eating grass. What does your daughter see? My daughter sees the buffalo and cow eating grass. What does your daughter like here? My daughter really likes the life here. What does your daughter like here? My daughter really likes the life here. Okay. Anh hỏi là tất cả các câu này Việt trước này. Where do your family have a farm? My parents have a farm in Hải Dương. Parents, đúng nhỉ? Where does your family go on weekends? They lie there, so my family visit. They live there, so my family visit them on weekends. What do your parents grow around the fish pond? My parents grow fruit trees around the fish pond. What are they on the farm? There are chickens, goats, and horses on the farm. Thêm một câu à thôi được rồi mến à. What do you and your mother do in the morning? I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. What do your husband and your daughter feed the chicken with? My daughter and my husband feed the chicken with rice. Who waters the flowers and fruit trees? My father waters flowers and fruit trees. What is your family? What do your family do in the afternoon? We fly a kite in the field in the afternoon. Việt, what are farmers doing? Farmers are harvesting rice. Harvesting rice. What does your daughter see? My daughter sees
buffaloes and cows eating grass. What does your daughter like here? My daughter really likes the life here. Rồi, thì kể trước nào. My parents have a farm in Hải Dương. They live there, so my family visits them on weekends. My parents grow fruit trees. My parents grow fruit trees around the fish pond. Their chickens, goats, and horses on the farm. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. My husband and my daughter. My husband and my daughter feed the chicken with rice. My father water the flour and fruit cheese. We lie a kiss in the field in the morning. Farmer on harvesting rice. My daughter see buffaloes and cows eating grass. My daughter reads like my daughter sees buffalo and cows eating grass. My daughter reads like the life here. My daughter really likes the lies here. Rồi, một lần nữa, đẩy tốc độ lên một tí. My parents have a farm in the Hải Dương. They live there, so my family visits them on weekend. My parents grow fruit trees around the fish pond. There are chickens, goats, and horses on the farm. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. My husband and my daughter feed the chicken with rice. My father water the flowers and fruit tree. We fly a kite in the field in the afternoon. Farmer harvesting rice. My daughter see buffalo and cows eating grass. My daughter really likes the life here. Rồi, mến ạ. My parents have a farm in Hải Dương. They live there, so my family visits them on weekends. My parents grow fruit trees around the fish pond. There are chicken, goats and horses on the farm. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. My husband and my daughter feed the chicken with rice. My father water flour and fruit tree. We are flying the kite in the field in the afternoon. Farmer are harvesting rice. My daughter see
the buffalo and cows, eating grass. My daughter really likes the life here. My parents have a farm in Haizhong. They live there, so my family visits them on weekends. My parents grow fruit trees around the fish pond. There are chickens, goats, and horses on the farm. My mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. My husband and my daughter feed the chicken with rice. My father water the flower and fruit tree. We fertilize the kai in the field in the afternoon. Farmer are harvesting rice. My daughter see the buffalo and cow eating grass. My daughter really like the life here. Rồi, hai đứa vừa mít, anh hỏi một số câu đảo lẫn thì trả lời phản xạ cho anh em. What are they on the farm, Việt? There are chickens, goats, and horses on the farm. Where do your family go on weekends, mate? They live there, so my family visits them on weekends. Who water the flower and fruit trees here? My father water the flowers and fruit trees. What do your family do in the afternoon, Ahmed? We fly a kite in the field in the afternoon. What do you and your mother do in the morning, Viet? I and my mother cut grass to. I and my mother cut grass to feed the goats and horses in the morning. What does the doctor see, ma'am? My daughter sees the buffalo and cows eating grass. What do your husband and daughter feed the chicken with, ma'am? My daughter and my husband feed the chicken with rice. What does your daughter see yet? My daughter see buffalo and cows eating grass. My daughter see the buffaloes and cows eating grass. What does your daughter like here, ma'am? My daughter really like the life here. Where do your family have a farm, ma'am? My parents have a farm in Haizhong. What do your parents grow around the fish pond, ma'am? My parents grow fruit tree around the fish pond. What do your family go? Where do your family go on weekends, Viet? They live there, so my family visits them on weekends. What does your daughter like here, Viet Tiep? My daughter really likes the life here. What do you and your daughter do in the morning, Viet? I and my mother cut grass to feed the goats and horse in the morning. And okay, rồi sang bài hai. Anh hỏi từ trước đi. Trong một hỏi từ có bạn.
Việt trước mà. Dạp chiếu phim. Việt. Cinema. Là cái gì cinema ở đây đấy? Cinema. Cinema. Ba lần. Cinema. Cinema. Ghế. Hàng ghế. Ok. Seat. Seat là chỗ ngồi. Hàng ghế cơ mà. Hàng ghế. Rows. Đi xem phim. Go to movies. Màn hình. Screen. Vé. Tickets. Oh, chết rồi. Quầy bán vé. Ticket office. Bài nào này? Rồi, vào đây đi. Nội dung. Content. Con nhưng mà content. 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 Còn nước ngọt. Trong. Soft drink. Bỏng ngô. Popcorn. Chỗ ngồi. Seats. Phim kinh dị. High movie. Xuất sắc. Excellent. Ba lần phát âm lại cho anh nhỉ. Excellent. 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 Không phải Excellent. 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 Okay. Excellent. Phát hành. Release. Có được. Ghét. Mến. Kinh khủng. Terrible. Terrible. Ba lần. Terrible. 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 Thú vị. Interesting. Sai. Interesting. Interesting. Không phải chết. In mới trọng âm. Interesting. 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 Đặt trước. Book. Phim hành động. Action movie. Đoạn giới thiệu phim. Trailer. 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 Bạn. Trailer. 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 Ngồi xuống. Sit. Sit on. Take. Take one seat. Take one seat. Cái này này em đi từ chỗ khác và em ngồi xuống thì em dùng take one seat nhé. Ví dụ như là tôi em lên máy bay xong em ngồi xuống thì em take my seat này. Hoặc em đi vào dạp chiếu phim em ngồi xuống là take my seat này. Còn ví dụ như đứng lên ở đâu ngồi xuống ở đó thì người ta mới dùng sit down nhé. Nó sit rồi xong down xuống thôi. Áp phích quảng cáo. Poster. Nội dung. Content. Nhân vật. Character. Character. Ba lần. Character. 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 Đây nhìn nhé. Character. 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 Phim hài. Comedy. 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 Là... Comedy. 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 Diễn viên nữ. Actress. Actress. Thêm S vào. Actress. Cái này sang số nhiều. Actress. Dịt đấy. Actress. Ok. Còn phim hài. Comedy. Com.
Comedy. Diễn viên. À, nhân vật, sorry. Character. À, anh chị bà nhá. Cùng phụ bạn đà. Phản qua luôn hả? Hôm kia. Chắc hôm qua hôm kia. Này, đúng ngày. Quốc tế thiếu nhi hợp lý. À, gia đình vào dịp quốc tế thiếu nhi thì gia đình tôi đi xem phim. My family go to the movie on International Children's Day. Okay. Tất cả các liên quan đến ngày thì giới từ đều là on nhé. À, sau đó chúng tôi... anh tách câu này ra nhé. Ơ, nhưng mà sao cô tiếng không tiếng Việt thì dài thôi anh ạ, nhưng mà em thấy câu tiếng Anh thì ngắn. Ok. Sau khi chúng tôi xem rất nhiều đoạn phim giới thiệu phim hoạt hình thì chúng tôi chọn bộ phim Kung Fu Panda là After We Watch. Nhiều đấy nha. Nhiều đấy, em có many trailer nha. Không phải là cái từ channel thêm S hả anh? Thêm S chỉ có nghĩa là những thôi chứ. Bắt đầu có nghĩa là nhiều. À vâng. Vâng. Trailers of cartoon, we choose Kung Fu Panda. Chồng tôi đặt vé trước qua trang web là My Husband Book Tickets Online. Cái này là trang web này chính là làm tất cả các việc ở trên mạng, em sẽ là online nhé. Online thì cái em ghi trang web này trên mạng thế thôi. Nên là cứ dùng... Anh ơi, chữ book của em chưa chia anh ạ. Ok. Chúng tôi đến rạp chiếu phim, khi chúng tôi đến rạp chiếu phim thì ở cửa cả... Ở trước cửa là các affix quảng cáo là when we arrive at the cinema there are poster in front of the door. Cái này không phải trước cửa mà ý là trước cửa hay là trong rạp hay là trước cửa này là như nào? Là kiểu mình đến cái rạp chiếu phim ấy thì là nó là trong rạp chứ không phải là trước cửa. Cái mà em dùng từ trước cửa này em nghĩ giống như kiểu là ở bên ngoài ấy nó sẽ có nhiều giống kiểu nhà hát lớn thì em đặt nhiều cái poster ở phía ngoài cửa mặt đường ấy thì nó mới là ở trước cửa, còn cái này là trong rạp. Khi chúng ta đến phim thì ở đây vâng. Nói là có nhiều affix này được. Đó, vâng. Còn rồi. Có các affix quảng cáo. Đó. When we arrive at the cinema there are poster đấy thế thôi. Cái này gọn. Đầu tiên chồng tôi ra quầy lấy vé. Sau đó mua bỏng ngô và nước ngọt. Anh tách cái này ra. Ôi dồi ôi. Tôi dùng cái khác còn này. Thế thì anh tách cái này ra thành hai câu nhỉ. Cái này nó hơi dài nhé. Cho tôi ra quầy lấy vé, còn tôi đi mua nước ngọt nhé. Tôi tách cho nó gọn. Tôi đi mua nước ngọt. Thì nó sẽ gọn hơn. Không có giờ phớt đâu nhé. Mến nha, first chứ không có giờ first đâu. Vâng. Chẳng từ đấy. I buy popcorn and soft drink. Soft drink là C nên mình thêm S vào nha. Từ. Uống Coca. Đúng rồi, thứ hai đồ sẽ được nhiều đúng không? Ticket office này, C này, chưa xử lý này. Tôi và chồng tôi uống Coca, còn con gái uống nước ép cam. I must drink Coke and my daughter drinks orange juice, đúng không? Đến giờ chiếu phim, chúng tôi vào rạp. Chúng tôi đi vào rạp chiếu phim. Cái này nhá, cái này nó... Thế cái rạp chiếu phim này em nếu cũng dùng rạp chiếu phim thì nó khác gì với cái rạp chiếu phim là... Thực ra em không biết cái từ diễn tả là cái phòng mà trong cái phòng nó chia khu đấy. Em không biết dùng từ nào. Phòng chiếu phim. Cái đấy thì nó không phải là cinema nữa. Cinema ví dụ như cái CGV là cái cinema nhé. Thì trong CGV có nhiều phòng chiếu đấy. Thì các cái phòng chiếu đấy nó gọi là theater. Nó giống như phòng dạp này em có biết không? Từ này là dạp hát này có biết không? Vâng. Cái này. Cái này bình thường nó là theater nữa. Nhưng mà em nhìn này. Nó là place to see the film này thấy chưa? Nơi vâng. Xem một bộ phim này. Đấy, chính là có cái phòng chiếu. Cái này là hai câu đúng không? Vâng. Hai câu phải có từ nối chứ dấu phẩy không có giá trị để nối câu. Phải dùng từ nối, ghép nó bằng một từ nối đấy đi. Dùng từ sâu ạ. Chúng tôi bắt đầu đến giờ chiếu phim vì vậy à, quen đi. Không, quen ạ. Khi đến giờ chiếu phim. Cái này thì khi đây này khi bộ phim bắt đầu rồi. Cái này thì trước khi bộ phim bắt trước khi đến giờ chiếu phim đi.
Chứ đến giờ chiếu phim, ừ, thôi được rồi, cũng được. Khi Dũng vào vẫn kịp mà nó còn chiếu mấy cái trailer còn chán chê nữa, nó mới bắt đầu xem phim. Trong rạp mọi người ngồi kín chỗ và có rất nhiều trẻ em. Every seat, the full seat cũng được. Mọi người ngồi kín chỗ. Cái kiểu muốn diễn ra là cái rạp rất đông ấy. Cái này em diễn đạt cái câu này là bị sai này. Vì em có biết cái chủ ngữ của Have a Kid này là cái gì không? Em đang dùng chung and, thế nên là chủ ngữ nó là everybody. Có nhiều, vâng, không phải là chủ ngữ, ngoài everybody nó là chẳng nghĩa là they are. Cái câu này anh sẽ đổi thành có rất nhiều trẻ con trong có rất nhiều trẻ con và mọi chỗ ngồi kín, anh sẽ đưa vế này lên trước. Hay là gọi mọi chỗ ngồi đều kín trẻ em nhỉ? Thật ra có rất nhiều trẻ em và mọi chỗ ngồi kín đi. Anh sẽ đặt câu này nó sẽ dễ, nó sẽ dễ dàng hơn. Là there are a lot of kids này, hoặc là there are many kids đi. Kids and the seats are full. Đó, nó chỗ ngồi đầy, kín thì nó sẽ dễ dàng, câu nó gọn hơn. Câu này nghĩa của nó hơi bị dối. Cái seat, the full seat này nó đã là hơi dối rồi này. Xong còn have a kid lại chung chủ ngữ là everybody, là everyone lại không dối. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế thứ ba. Là we sit in the third row, đúng không? Khi bộ, sao dài thế nhỉ? Đủ 10 câu, hình như dài hơn. Đủ 10 câu thôi, em tầm 10 hoặc 11 câu thôi ạ. Chúng tôi bắt đầu xem phim các nhân vật. Hai câu này là hai câu nhé. Nó phải là một câu. Hai câu này là hai ý khác nhau. Chúng tôi bắt đầu xem phim, vâng, vật trong phim hài hước. Hai ý này là hai... Thôi bỏ cái phần vế đầu này đi này. Vấn này không cần thiết lắm, vì bên trên nó có The Movie Begin rồi này. Yeah. Thì em dùng characters humorous cũng được. Nó có dùng funny đi, với trẻ con thì dùng từ funny đi. Humorous cũng được, nhưng mà ý là humorous thường chỉ cái tính cách con người là người hài hước. Còn funny, hài hước theo nghĩa vui vẻ của phim ấy, thì nó không phải là humorous mà nó chỉ là funny thôi. Cái này em có muốn chỉ tất cả các nhân vật không hay chỉ nhiều nhân vật thôi? Nhiều nhân vật ạ. Ừ. Bộ phim rất thú vị nên con gái tôi xem rất chăm chú. The movie is interesting. Cái này bộ phim của em không phải movie mà là cartoon. Mặc dù em nói là bộ phim mà vẫn phải là chuyển sang đúng loại phim của nó là the cartoon. It's very interesting, so my daughters watch. Xem cái gì? Xem phim ấy. Xem nó. Watch it. Attentively, ok. Rồi. Attentively. Oh, em xem nào. Cái này em có thể là nội dung của bộ phim rất thú vị, con gái tôi rất thích thì thêm một từ nội dung nữa. Các tôn này bên trên con. Dài dài đấy nhỉ. Quá này, tắt quảng cáo thì không được ta. Bạn nói với bộ quảng cáo này. Tắt xong rồi. Yeah.
Thì nó không cho paste một đoạn dài quá hả anh? Nó cho giới hạn 500 ký tự, ngoài 500 ký tự thì hết bản free nó chỉ cho 500 này, đây này. À. 500 hết, trên 500 phải mua 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 tài khoản. Mình không mua tài khoản thì mình nối file vậy. My family go to the movies on International Children's Day. Nghe nhé. After we watch many trailers of cartoon, we choose Kung Fu Panda. My husband books tickets online. When we arrive at the cinema, there are posters. My husband takes the tickets at the ticket office. I buys popcorn and soft drinks. I and my husband drink Coke and my daughter drinks orange juice. When the movie begins, we go to the theater. There are many kids and the seats are full. We sit in the third row. Characters are funny. The cartoon is very interesting, so my daughter watches it attentively. Attentively, attend. Đọc cho anh nhá, trọng âm của tí anh đọc lại đi. My family go to the movies on International Children's Day. After we watch many trailers of cartoon, we choose Kung Fu Panda. My husband books tickets online. When we arrive at the cinema, there are posters. My husband takes the tickets at the ticket office. I buys popcorn and soft drinks. I and my husband drink Coke and my daughter drinks orange juice. When the movie begins, we go to the theater. There are many kids, and the seats are full. We sit in the third row. Characters are funny. The cartoon is very interesting, so my daughter watches it attentively. My family go to the movies on International Children's Day.
After we watch many trailers of cartoon, we choose Kung Fu Panda. My husband books tickets online. When we arrive at the cinema, there are posters. My husband takes the tickets at the ticket office. I buys popcorn and soft drinks. I and my husband drink Coke and my daughter drinks orange juice. When the movie begins, we go to the theater. There are many kids and the seats are full. We sit in the third row. Characters are funny. The cartoon is very interesting, so my daughter watches it attentively. My family go to the movies on International Children's Day. After we watch many trailers of cartoon, we choose Kung Fu Panda. My husband books tickets online. When we arrive at the cinema, there are posters. My husband takes the tickets at the ticket office. I buys popcorn and soft drinks. I and my husband drink Coke and my daughter drinks orange juice. When the movie begins, we go to the theater. There are many kids and the seats are full. We sit in the third row. Characters are funny. The cartoon is very interesting, so my daughter watches it attentively. Okay. Viết cho anh câu hỏi đầu tiên nào. Gia đình bạn làm gì vào ngày lễ thiếu nhi? Quốc tế thiếu nhi. Ngày quốc tế thiếu nhi. What do your family do on International Children's Day? Bạn chọn gia đình bạn chọn xem phim gì ạ? Bây giờ từ phim gì nhá? Watch phim à? Hay watch movie? Watch movie. Watch movie. Do you choose? Tiếp. Câu này mà hỏi là chồng của bạn đặt vé ở đâu được không anh? Chồng bạn đặt vé như thế nào đi? Như thế nào? How to? How thôi. How là từ how, sau. Vâng. How do your husband book ticket? Husband là số ít. How does your husband book tickets? Khi bạn đến dạp chiếu phim thì có gì ạ? When you arrive at the cinema? Chứ mà có ở đâu đâu mà quay. What are there? Anh nói cái arrive at rồi đúng không Mến nhỉ? Nói cho mẹ em biết. Vâng, nói rồi. Cái đợt cái bài viết cái bài daily routine, bài công việc hàng ngày ấy. Thế ngoài arrive at thì dùng là cái gì? Cái gì get? Get to. Tiếp Việt. Chồng của bạn lấy ticket ở đâu? Where does your husband take the ticket? Tiếp. Bạn mua gì ạ?
What do you buy? Con gái bạn uống gì? Cái câu này hỏi một vế được không anh? Hơi khó nhỉ. Vâng ạ. Bạn uống cái gì? Gia đình bạn uống gì ạ? Vâng. What do my family? What do your family drink? Bạn đi đâu khi bộ phim bắt đầu? Bạn làm gì khi bộ phim bắt đầu? Ok. Gia đình bạn làm gì đi? Cho nó được. Gia đình bạn. What do your family do when the movie begins? Câu này em hỏi là trong cái phòng xem phim như thế nào đúng không anh? Trong cái dòng xem phim như thế nào? Không hay lắm nhỉ? Thế nào trong đó hợp lý? Hỏi cái phòng xem phim có đông không? Anh đông là crowded. 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 Chuyện này anh cho một lần rồi. Nó là tính từ nhá. Hỏi cho anh cái phòng phim có đông không? Vâng. Có không đảo trợ động từ nên là xong. Vâng. Phòng xem phim về có đông không? Là cái theater có đông không? Cái này. Đu. Thế nói cái phòng chiếu phim với đông thì nói. À rồi y. Phòng the theater is crowded. Thế đảo lên thôi. Is the theater crowded? Mẹ. Bạn ngồi ở đâu ạ? Gia đình bạn. Gia đình bạn ngồi ở đâu ạ? Where do your my family sit? Cái số hồi mãi là thế nào? Where do your family sit? Rồi, Việt. How các nhân vật thế nào nữa? How are character character? Bộ phim đấy như thế nào ạ? How is the cartoon? Rồi. Xong. Hôm sau bọn em sẽ luyện nói bài này với lại học thêm cho anh một bài tường thuật nữa nha. Dạ vâng ạ. Từ từ. Bài sau, bài Redirection là bài chỉ hướng. Bài này bọn em sẽ thực hành trực tiếp chỉ đường ở trên bản đồ. Nên bài này bọn em sẽ không viết nhé. Hôm sau dạ vâng. Luyện nói bài movie và thực hành chỉ đường trên bản đồ với bài Direction. Nên hôm sau sẽ không phải viết bài nào cả. Dạ vâng. Rồi thôi, anh nghỉ ở đây nhá. Dạ vâng, em chào anh ạ. Em chào anh ạ.